Buka Ginh Tuấn Kiệt báo tin vui sau đám cưới, cô dâu xúc động, khán giả chúc mừng. Vừa qua, đám cưới của Buka và Ginh Tuấn Kiệt trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Sau 4 năm hẹn hò, chuyện tình cảm của cặp đôi Ginh Bu đã gặt hái quả ngọt bằng một đám cưới vô cùng lãng mạn. Mới đây, ngay sau đám cưới, Buka tiếp tục thông báo nhận tin vui khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cụ thể, Buka thông báo vợ chồng cô liên tục đón tin vui khi sản phẩm âm nhạc mới phát hành trong đám cưới được đông đảo khán giả đón nhận và thu được thành tích khủng. Bà xã Ginh Tuấn Kiệt hào hứng chia sẻ, cảm ơn khán giả và các bạn đã yêu thương Ginh Bu. Theo đó, MV ca nhạc Em Này đã nhận được 1,4 triệu lượt xem, leo top 1 iTunes, top 10 YouTube. Riêng bài hát Cục Vợ Ơi Lấy Anh Nha cũng đã thu về hơn 700.000 lượt xem và đứng vị trí 20 YouTube. Đây là tín hiệu vui dành cho Buka Ginh Tuấn Kiệt như là món quà đặc biệt dành tặng cặp đôi sau hôn lễ vừa qua. Theo chia sẻ, trước ngày cưới, Ginh Tuấn Kiệt giới thiệu MV Em Này như một món quà sinh nhật dành cho Buka. Bài hát này thuộc thể loại pop ballad và thể hiện mong muốn của anh chàng cùng em trong chơi khắp nơi trên thế giới. Cuối MV, cả hai chung tay viết thư cảm ơn đến khán giả đã luôn ủng hộ và tin tưởng họ suốt thời gian qua. Ngoài ra, Ginh Tuấn Kiệt còn biểu diễn bản nhạc Cục Vợ Ơi Lấy Anh Nha, một bài hát đặc biệt dành cho cô dâu Buka tại lễ cưới trên bãi biển của cặp đôi.